các anh em thân mến, trong cái video lần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu uh, khái niệm cảm xúc và hai cái trạng thái tạo ra hai cái luồng cảm xúc khác nhau là cái gì. Và trong cái video ngày hôm nay như đã hứa với anh em thì chúng ta hãy cùng nhau uh, phân biệt uh, kiểm soát cảm xúc và ức chế cảm xúc là gì nhé Đương nhiên rồi, cái được cảm xúc thì nó dựa vào rất là nhiều yếu tố uh, và cũng cần rất rất nhiều thời gian để cho chúng ta rèn luyện. Ấy, tuy nhiên có một nguyên lý ấy, à, làm việc như thế này, à, chúng ta kiểm soát được kỳ một cái thứ gì đó trên đời thì chúng ta phải hiểu được nguyên lý hoạt động của những cái thứ đó và hiểu được chính bản thân mình nhé. đó à, theo mình ấy là kiểm soát cảm xúc à, chính là trả lời cái câu hỏi à, tại sao ở bên trong và chúng ta có những cái hành động à, ra bên ngoài một cách lành mạnh. đó ví dụ như chúng ta trả lời những câu hỏi tại sao ở bên trong tại sao nó lại xảy ra tình huống này tại sao tình huống này nó lại xảy ra đối với mình và chúng ta biểu hiện lành mạnh ra bên ngoài tức là nó không gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh mình lấy ví dụ um, ví dụ như bạn và một người nữa đang uh, tranh cãi rất là gay gắt và có thể dẫn đến nguy cơ uh, gây mất kiểm soát đấy thì bạn kiểm soát được cảm xúc lúc này ấy, là bạn làm được hai bước một là bạn trả lời được câu hỏi tại sao ở bên trong, tức là tại sao tình huống này lại xảy ra với mình hoặc là tại sao mình lại tranh cãi với họ. Chúng ta biểu hiện một cách lành mạnh ra bên ngoài. Tức là gì? Tức là chúng ta thể hiện ra bên ngoài một cách lành mạnh và không gây nguy hiểm cho bản thân và chính cái người đối diện đó. Đó, thì ngay tại thời điểm lúc đấy ấy, bạn hãy nhìn thẳng vào mắt anh ta, nhìn thẳng vào mắt đối phương và bạn hãy nói rằng hãy để cho tôi một mình 5 phút sau đó anh em mình sẽ quay trở lại nói chuyện tiếp nhé đó thì đó là một cái biểu hiện của cái việc bạn đã kiểm soát được cảm xúc của mình và ức chế cảm xúc là gì ức chế cảm xúc là biểu hiện sơ khai của suy nghĩ nhượng bộ tiêu cực và có những cái hành động dồn nén ức chế đàn áp cảm xúc vào bên trong tức là nó không có yếu tố thể hiện lành mạnh ra bên ngoài nó chịu ở bên trên đấy thì thay vào cái việc là bạn suy nghĩ trả lời câu hỏi tại sao và hành động lành mạnh ra bên ngoài thì bạn im lặng và uh, nhượng bộ một cách tiêu cực và nghĩ rằng chỉ cần dồn nén ức chế cảm xúc vào bên trong là cái tình huống này nó sẽ được hóa giải nhưng không phải như vậy các bạn ạ khi mà chúng ta dồn nén uh, rất là nhiều những cái sự bất bình rất là nhiều những cái căng thẳng lo lắng vào bên trong đấy thì đến một điểm giới hạn đến một điểm cực đại nào đó